IFTV. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai đội Quang Nhãng FC và Lăng FC trong vòng loại VFTV King of Cup 2022. Và hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Dứt điểm. Đó là cú dứt điểm đầu tiên của số 4 Xuân Kiên bên phía Quang Nhãn FC. Cướp bóng khá hay của các cầu thủ áo xanh lá cây. Cơ hội. Người vừa có tình huống cướp bóng và tấn công vừa rồi là Trọng Tiến. Khá hay đang là Sơn Trà. Chọc khe. Tình huống đối mặt vừa rồi là của số 5 bên phía các cầu thủ Quang Nhãn. Thẻ vàng dành cho trung vệ bên phía các cầu thủ FC Lăng. Nhưng mất bóng, phản công dành cho các cầu thủ Quang Nhãn. Dứt điểm. Tình huống đá bóng ra ngoài là của tiền đạo bên phía các cầu thủ Quang Nhãn. Tình huống dọn cỗ của tiền vệ bên phía Quang Nhãn. Một tình huống xi nhan trái. Nhưng cú rất không thể thực hiện pha dứt điểm. Không vào. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Tú Còn sau đường truyền của số 10 Bảo Long. Bảo Long cũng là người đang mang băng đội trưởng của FC Lăng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Phát bóng lên khá mạnh. Đang có một cầu thủ khá đau ở trên sân. Đó là Nhân Sôi. Đang có những căng thẳng giữa hai đội. Và một thẻ vàng dành cho một cầu thủ có lẽ là bên phía FC Quang Nhãn. Bóng trở lại chân của các cầu thủ áo xanh lá cây. Khá nguy hiểm. Đó là tình huống dứt điểm ngay. Bóng trở về chân của các cầu thủ áo xanh lá cây. Dứt điểm ngay. Cú dứt điểm là của đội trưởng Bảo Long. Áp sát của các cầu thủ FC Lăng. Vẫn đang dừng chân của các cầu thủ áo xanh lá cây. Không ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Đó là số 10 Bảo Long bên phía các cầu thủ FC Lăng. Khung thành đã mở ra nhưng không hiểu sao bóng lại không đi vào lưới. Đó là giống như một tình huống phá bóng. Về chân của cầu thủ áo xanh dương. Khoảng trống mở ra. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0 của số 20 bên phía các cầu thủ FC Quang Nhãn. Người vừa ghi bàn là Đức Huy. Một tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm rất bất ngờ của Đức Huy. Thủ thành Tiến Anh đã bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay được vào bóng. 1-0 dành cho cầu thủ Quang Nhãn. Phản công dành cho các cầu thủ áo xanh lá cây. Cơ hội. Không thể thực hiện tình huống dứt điểm. Đang có những va chạm của các cầu thủ ở trên sân. Tấn công dành cho các cầu thủ Quang Nhãn. Tuấn Morric. Đường truyền cho Đức Huy. Lại một tình huống dứt điểm từ xa. Nhưng lần này thì bóng đi chệch khung thành. Cú sút lần này bóng đi chìm. Trước tình huống đá biên là Trọng Tiến. Cú dứt điểm từ khóc rất hẹp của Hiệp Trọng. Phản công dành cho các cầu thủ FC Quang Nhãn. Và sẽ có thẻ vàng dành cho đội trưởng bên phía các cầu thủ FC Lăng. Người vừa phải nhận thẻ vàng đó là số 98 Tú Còn.
Ngọc Kiên. Tình huống thi đấu không tập trung của hậu vệ bên phía các cầu thủ FC Lăng. Dứt điểm từ xa. Cú dứt điểm vừa rồi là của Trọng Tiến. Phản công dành cho cầu thủ Quang Nhãn FC. Đức Huy dứt điểm không vào, dứt điểm tiếp. Vẫn chưa có bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho cầu thủ Quang Nhãn FC. Tình huống đảo chân liên tục của cầu thủ mới được tung vào sân Thành Đạt. Và sẽ có thẻ vàng dành cho cầu thủ FC Lăng. Vừa có một tình huống va chạm khá rát của cầu thủ hai bên. Rất cao. Tú Con không vào. Khoảng trống đã mở ra. Tú Con thực hiện một tình huống lốc bóng. Phạm lỗi. Sẽ có tình huống đá phạt dành cho cầu thủ FC Quang Nhãn. Thời gian đang trôi đi và chiến thắng đang xa dần với các cầu thủ FC Lăng. Tiếp tục một thẻ vàng. Và đó là thẻ vàng thứ hai của cầu thủ bên phía FC Lăng. Sẽ có một thẻ đỏ dành cho các cầu thủ FC Lăng. Và ở trong những phút bù giờ, các cầu thủ FC Lăng sẽ thi đấu với chỉ có 6 người ở trên sân. Đây có lẽ sẽ là tình huống tấn công cuối cùng của các cầu thủ áo xanh lá cây. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa FC Quang Nhãn và FC Lăng. Và tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Quang Nhãn FC.